Tập đoàn Fosun của Trung Quốc nêu rõ sẽ nắm quyền sở hữu thương hiệu Thomas Cook và chuỗi khách sạn trực thuộc là Casa Cook và Cook's Club. Tuy nhiên, Fosun cho biết tập đoàn này không có ý định mua lại các tài sản của Thomas Cook ở nước ngoài hay các doanh nghiệp liên quan đến Thomas Cook. Với việc mua lại Thomas Cook ở Anh, Fosun hy vọng sẽ giúp thúc đẩy mảng du lịch ngoài Trung Quốc của tập đoàn này. Tháng 9 năm 2019, thương hiệu du lịch 178 năm tuổi Thomas Cook đã thông báo phá sản sau khi không thể gọi thêm 250 triệu đô la Mỹ tiền vốn của các nhà đầu tư. Sau phá sản, 22.000 nhân viên của tập đoàn này phải nghỉ việc, 600.000 khách du lịch trên toàn thế giới bị ảnh hưởng.